mùa on coin đang đến rất là gần với những anh chị mà chưa có vị thế thì chúng ta cũng đừng lo bởi vì là cũng sẽ có một lúc là thị trường nó sẽ điều chỉnh để chúng ta vào hàng ha và trước khi mà vào hàng á thì chúng ta cần phải xác nhận là thị trường nó đã đi vào con sóng uptrend hay là chưa cùng mình khám phá trong video ngày hôm nay nhé Video này được đồng hành cùng Co98 Wallet, đây là ví Multichain dùng để lưu trữ tiền mã hóa được đánh giá tốt nhất hiện nay. Hỗ trợ lưu trữ coin và token lên đến 30 chain khác nhau. Trên ví Coi 98, các bạn có thể swap mua bán token nhanh chóng, tiện lợi và còn nhận được điểm thưởng ở mỗi lệnh swap đó. Điểm thưởng sẽ dùng để nhận những phần quà đến từ Coi 98. Các bạn có thể tìm hiểu, tải về Coi 98 Wallet trên App Store hoặc Google Play và nhập mã giới thiệu ở dưới phần mô tả video để ủng hộ kênh nhé. Hey, xin chào anh chị và các bạn Lại là Huy đây Trong video ngày 4 tháng 4 này thì mình sẽ tiếp tục cập nhật và nhận định về tình hình thị trường crypto dưới góc nhìn của một người phân tích kỹ thuật ha Và video này sẽ có chủ đề đó là mùa on coin đang đến rất là gần với chúng ta ngay lúc này luôn ha các bạn Ok, thì dưới góc nhìn của mình thì mùa on coin thì nó đang có khả năng cao nó sẽ đến trong cái thời gian tới lên đến cái xác suất là 80% mà các bạn Hiện tại thì chúng ta vẫn chưa nói lên điều gì cả bởi vì là biểu đồ của vốn hóa thị trường á thì nó vẫn chưa phá đậu phá được cái cấu trúc giảm giá và biểu đồ của thị phần USDT thì nó vẫn chưa có phá được cái cấu trúc tăng giá ha. Thì tâm lý của các nhà đầu tư hiện tại thì nó vẫn đang còn rất là thận trọng các bạn và chưa có phô mô mạnh trong cái đợt sóng này ha. Ok thì với mình nghĩ thì cái đợt thị trường nó đang pump như thế này là được Terra này mua và Bitcoin rất là nhiều cho nên là thị trường nó đang có một cái nhịp tăng tăng giá và kèm theo đó thì cái xu hướng đó là mua to earn được click bởi uh, step n ấy, thì nó uh, đang được gọi là đang rất là FOMO cho nên nó mới tăng được cái vốn hóa thị trường lên như thế này ha và giá của Bitcoin nó cũng tăng theo như vậy. Còn chúng ta muốn xác nhận rằng là thị trường nó đã đi vào xu hướng up hay là chưa thì chúng ta cần phải chờ sự xác nhận cũng như là sự phá vỡ cái cấu trúc giảm giá của của bị đồ vốn hóa thị trường ha các bạn. Uh, thì lúc đó thì các nhà đầu tư uh, họ sẽ có xu hướng họ sử dụng uh, stablecoin USDT, họ mua uh, crypto từ đó thì nó sẽ thị hiện nên cái nhu cầu và cái lực FOMO đến từ các nhà đầu tư đó hay các bạn thì à uh, đồ của vốn hóa thị trường lúc đó uh, nó sẽ tăng và biểu đồ của thị phần USDT nó sẽ giảm bởi vì là uh, các nhà đầu tư họ dùng USDT đó để họ mua crypto rồi ha. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lại phần uh, tổng quan tình hình thị trường hiện tại thì các bạn thấy rằng là Bitcoin ở uh, trong 24 giờ gần đây nhất thì nó giảm nhẹ và trong một tuần gần đây thì nó cũng chỉ sideways và nó giảm nhẹ ha. Từ đó thì on coin nó tăng rất là mạnh. Như các bạn thấy rằng là mặc dù Bitcoin nó giảm nè. Tuy nhiên thì các đồng top coin nó vẫn tăng. Ví dụ như là Ethereum tăng 6.1% trong vòng một tuần. Solana tăng 27% uh, Terra thì tăng 20% ha thì các bạn thấy là cũng có rất là nhiều đồng um, nó nó nhăn nó nhăn ví dụ như là cái đồng mà uh, Moonbeam này ha thì các bạn thấy nó tăng nó tặng là 108% trong vòng 7 ngày gần nhất uh, thì đây cũng là một cái đồng khoai mà mình thấy rằng là sẽ có một cái bài viết cũng như là một video ở trên website của Merchant ATM để uh, phân tích cũng như là lý giải về cái hiện tượng này các bạn còn step n thì mình cũng đã có video rồi. Đó là nó đã nhân 200 lần cái mức giá là à, à, bán cho cộng đồng public sale cũng nhìn nhân 300 lần so với lại mức giá bán cho private sale. Cho nên chúng ta không có à, có nên FOMO và ha. Nếu chúng ta FOMO vào lúc này á, chúng ta chỉ đang ăn ngắn thôi, tức là chúng ta x2 x3 thì chúng ta có thể thoát được. Và với cái mức mức à, với cái mức volume á, tức là cái vốn mà chúng ta vào lại á, nó ít hơn các bạn, nó rất là ít thôi chúng ta không nên FOMO theo những cái trend như thế này biết rằng á, là thuận trend thì chúng ta sẽ có được cái lợi nhuận nhưng mà khi mà một cái đồng coin nó đã ít đến tặng là 200 lần như thế vậy rồi á, chúng ta vào thì nó không có còn cơ hội nhiều nữa ha với lại cái vốn hóa thị trường của nó cũng là hơn một hơn, một tỷ đô rồi ha các bạn ok và tiếp theo chúng ta xem qua biểu đồ nến tuần của Bitcoin thì các bạn thấy là phi nến tuần Bitcoin đóng nén bằng một cây nến được gọi là có biên độ dao động rất là nhỏ ha sau hai tuần mà nó tăng mạnh như thế này thì nó cần phải có một cái nhịp được gọi là nhịp nghỉ ngơi thì các bạn thấy rằng là cái nhịp này thì nó thể hiện qua cái việc là Bitcoin trong tuần vừa rồi nó chỉ sideways trong biên độ là à, 2.000 cho đến 3.000 giá thôi tức là vùng 44 cho đến 47 000 đô các bạn thì các bạn thấy rằng là à, Bitcoin trên công tuần á, thì nó có cái tính là chu kỳ bởi vì là à, hiện tại thì giống như cái đợt tháng 5 cho đến tháng 7 2021 thì Bitcoin nó cần phải có giai đoạn là 63 ngày để nó sai quay sau đó thì nó mới tăng được thì trong giai đoạn này cũng như vậy nó tạo là 63 ngày để nó tích lũy hiện tại thì mình nghĩ rằng là khả năng cao thì nó sẽ tăng tiếp lên khu vực 60.000 bởi vì là đến tuần thì nó đã phá vỡ hầu hết các cái cản quan trọng trên khung thời gian ngày và trên khung thời gian ngày thì chúng ta thấy rất là rõ là cái cấu trúc tăng giá thì nó đang dần dần nó hiện rõ hơn với cái nhịp nhịp sóng tăng này, sau đó nó điều chỉnh và nó tăng tiếp, nó tạo cái hai ở hai, tức là cái đỉnh sau nó cao đến trước và hiện tại thì khả năng cao thì nó sẽ có một nhịp nó điều chỉnh về để nó tạo cái hai ở lâu, tức là cái đáy sau nó cao đáy trước để nó hoàn thiện và nó uh, duy trì được cái cấu trúc tăng giá bình vững ha các bạn. Và cái nhịp mà mình nghĩ rằng là chúng ta có thể vào hàng được á thì khi mà thị trường nó giá của bitcoin này nó giảm mạnh về khu vực là tầm 43 cho đến 44 ngàn và nếu như mà ở đây thì nó không có lực mua á, thì chúng ta chờ tiếp chờ tiếp ha chờ tiếp về quanh khu vực là tầm 37 đến 39 ngàn thì lúc đó thì giá của Bitcoin nó cũng rơi khá là sâu rồi và nó sẽ điều chỉnh về quanh cái khu vực là lý thuyết đao tăng ở trên không thời gian ngày ha lúc đó chính là cái lúc mà chúng ta có thể mua vào thêm các cái vị thế on coin ha các bạn bởi vì là mình thấy rằng là on coin trong giai đoạn này á trên không thời gian 4 giờ thì hầu hết thì nó đang thể hiện một cái sự phân kỳ giảm giá trên chỉ báo RSI tức là giá nó liên tục tăng nhưng mà RSI nó liên tục giảm cho thấy rằng là cái động lượng mua á, thì nó đang yếu dần tức là các nhà đầu tư họ không còn uh, chấp nhận mua cái đồng oncoin đó ở cái mức giá cao như vậy các bạn. Cho nên là nó sẽ khiến giá giá nó sẽ uh, có khả năng nó sẽ điều chỉnh trong thời gian sắp tới. Và các bạn thấy rằng là khi mà giá Bitcoin nó tăng lên cái khu vực 47.000 á thì nó chạm cái vùng cản ở đây à, thì cái đường màu đỏ này ha thì các bạn thấy cái vùng màu đỏ này thì nó không phải là một cái cản cứng và hiện tại thì nó đang chỉ là một nhịp điều chỉnh và nó có thể tăng tiếp lên khu vực vực cản kính cản chính tiếp theo đó là khu vực 51.865 đô các bạn nếu nó phá vô vùng này thì nó sẽ tăng mạnh lên khu vực 60.000 cho đến 61.000 đô đây chính là cái target của mô hình hai đáy ở đây ha đáy đầu tiên và đáy thứ hai và hiện tại thì nó đã phá cái đường neckline để nó kích hoạt mô hình hai đáy này rồi ha các bạn <laughs> và trên khung thời gian 4 giờ thì mình đang thấy rõ hơn là cái việc mà nó hình thành cái hai ở lâu tức là cái đấy À, sau nó cao đấy trước các bạn, thì các bạn thấy rằng là cái đáy này, khu vực là 45.200 đô này nè, thì cái khu vực 45.200 đô là cái khu vực mà chúng ta cần chú ý, bởi vì là nếu như mà giá Bitcoin trong thời gian tới mà nó phá luôn cái vùng đỉnh gần nhất á, thì cái khu vực 45.200 này chính là cái vùng đáy dẫn đến đỉnh cao nhất trong một xuống tăng ha. Lúc đó thì cái vùng này chính là cái vùng lý thuyết đao tăng ở trên khung thời gian 4 giờ và chúng ta có thể là canh chúng ta mua thêm on coin khi mà giá nó điều chỉnh về cái vùng này, ok. À, và mình thấy rằng là cái áp lực bán trên thị trường, áp lực chốt lời thì thì nó cũng đang hình thành và nó đang diễn ra à, bởi à, cái địa chỉ ví lớn thứ ba về cái số lượng à, nắm giữ bitcoin thì các bạn thấy là địa chỉ ví này à, đã chuyển đi 1.500 bitcoin trong ngày hôm à, ngày 2 tháng 4 các bạn ngày 2 tháng 4 thì các bạn thấy rằng là hai à, ngày trước thì địa chỉ ví này cũng đã bắt đầu chuyển đi và hiện tại thì giá bitcoin nó đã điều chỉnh rồi các bạn đây là cái hiệu quả của cái việc là chốt lời của những cái địa chỉ ví cá voi lớn như thế này à, và các bạn thấy rằng là đây 1.500 bitcoin được chuyển đến sàn coi bay ha Chuyển đi ví sàn Coinbase và hiện tại thì địa chỉ ví này đang nắm giữ là 121.928 Bitcoin các bạn. Được coi là lớn thứ ba trên thị trường. Và mình nghĩ rằng là mỗi lần mà động à, ví ví này nó có động thái là chuyển đi Bitcoin và bán, bán ra thì thị trường nó sẽ điều chỉnh. Và đây là cái test mà mình thấy rằng là có rất là nhiều lần nó như vậy rồi ha. À, và theo dữ liệu on chain thì mình thấy rằng là hiện tại khi mà các thợ đào các miner họ bắt đầu họ họ chuyển Bitcoin đi á thì nó sẽ diễn ra một cái đợt uptrend này các bạn uptrend về giá của bitcoin à, và theo cái chỉ số là miner position index chỉ số mpi của, của miner ha thì các bạn thấy rằng là mỗi đợt mà cái chỉ số này nó sai quay tức là nó không có biến động nhiều á thì giá của bitcoin nó sẽ đi vào cái giai đoạn là bear market hoặc là nó sẽ sẽ rất là khó để nó tăng ha còn mỗi khi mà cái chỉ số này nó biến động mạnh tức là nó tăng giảm liên tục và nó có một cái biên độ rất là lớn thì lúc đó thì khả năng bitcoin nó sẽ đi vào một cái con sóng tăng rất là dài các bạn và hiện tại thì các bạn thấy rằng là à, chúng ta đang thấy rằng là cái chỉ số này nó tăng đột biến lên rồi nó tăng đột biến lên và nó đang giảm và nếu như trong thời gian tới nó tiếp tục như vậy thì nó chúng ta sẽ có được một cái đợt sóng tăng của giá bitcoin ha thì đây là cái trên không thời gian rất là lớn và mình thấy rằng là từ giai đoạn 2014 đến bây giờ luôn các bạn tức là 8 năm và đây là số liệu mà mình thấy rằng là nó tổng quan nhất và mang tính dài hạn hơn các bạn. Ok và tiếp theo thì sẽ là cái chỉ số uh, 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 SOPR tức là Spend Output Profit Ratio của các short term holder ha. Thì các bạn thấy là mỗi khi mà cái đường màu đen này này nó cắt lên cái đường cái vùng mà uh, vùng cân bằng đó là quanh cái khu vực là một uh, á thì khi mà chỉ số này nó tăng lên lớn hơn một tức là các uh, short term holder là những nhà đầu cơ ngắn hạn họ đã nhận ra được cái lợi nhuận của họ và từ đó thì nó sẽ mang cái tâm lý đó là áp lực chốt lời bất cứ lúc nào của các short term holder ha thì lúc đó thì uh, khi khi mà nó càng tăng lấy thì họ càng tham lam và họ sẽ càng phô mô vào thị trường hoặc là họ sẽ có tâm lý là họ bán chốt lời dần 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 ra thì đó là uh, cái thì chúng ta thấy thì mỗi lần mà chỉ số này nó càng tăng lên thì giá của bitcoin nó sẽ tăng lên rất là mạnh tuy nhiên rằng là nó cũng sẽ có cái sự tương đối mà thôi chứ không có tuyệt đối ha tức là nó sẽ có những cái lần nó sẽ bị fail và các bạn thấy là cái đợt mà à, tháng 7 năm 2018 này thì khi mà chỉ nó tăng lên sau đó nó, nó giảm mạnh trở lại nó dưới cái vùng 1 lúc đó giá Bitcoin nó đi tiếp tục vào cái chu kỳ là bear market ha tức là thị trường downtrend này các bạn và trong giai đoạn là tháng 3 2020 cũng như vậy đây cũng là một cái sự là crash tức là khi mà chỉ số này nó càng tăng nó đang tăng rất là tốt như thế này và giá của bitcoin nó cũng đang tăng rất là tốt nhưng mà cái tin tức đó là đại dịch Covid nó ra cho nên nó khiến cho giá bitcoin nó giảm và cái uh, mức lợi nhuận của các short term order nó cũng đang giảm rất là mạnh như thế này ha hầu hết thì lúc đó thì họ bán chốt lỗ cắt lỗ rất là nhiều các bạn và khi mà chỉ số này nó càng tăng á tức là uh, các short term order họ đang bán chốt lời các bạn còn khi mà chỉ số này nó càng giảm tức là họ đang bán cắt lỗ ra đó các bạn thì uh, chúng ta thấy là sau giai đoạn mà thị trường nó giảm này thì các shopper order họ cũng bán cắt lỗ ra rất là nhiều à, thì hiện tại thì chỉ số này nó càng đang tăng lên và điều này cho chúng ta thấy được một cái tâm lý rất lạc quan ở trên thị trường đối với short term order cũng như là long term order ha các nhà đầu tư ở trên thị trường họ cũng đang, vẫn đang kỳ vọng rất là nhiều vào một cái đợt sóng tăng trong thời gian sắp tới và tiếp theo chúng ta xem qua dữ liệu on-chain của những cái địa chỉ ví mà nạp Bitcoin lên sàn thì các bạn thấy rằng là à, với cái dữ liệu mà tất cả các sàn dịch tức là những cái sàn bao gồm những cái sàn sport và những cái sàn phái sinh ấy, thì chỉ số này nó đang giảm các bạn nó đang giảm rất là mạnh từ khu vực là 71 390 địa chỉ ví nạp Bitcoin sàn giảm xuống uh, chỉ còn là 52.860 Bitcoin địa chỉ ví thôi ha. thì điều này cho chúng ta thấy được là cái nhu cầu mà nạp Bitcoin sàn để xả ra thì nó đang giảm dần tức là cái áp lực bán nó đang giảm dần các bạn thì uh, điều này cho chúng ta thấy được là khả năng mà Bitcoin nó sẽ rất là dễ để nó tăng giá trong thời gian tới hơn à, so với cái việc là địa chỉ ví này nó càng tăng lên thì giá của Bitcoin nó có khả năng đang bị bán dần dần ra các bạn giống như cái đợt mà từ tháng 7 cho đến tháng 11 2021 ha khi mà giá Bitcoin nó càng tăng này địa chỉ ví này nó cũng cũng càng tăng lên tức là có rất là nhiều người họ đang nạp Bitcoin lên sàn để họ bán dần dần ra thì trong giai đoạn này thì nó khác hoàn toàn khi mà giá Bitcoin nó đang đang tăng lên nhưng mà địa chỉ ví này nó lại giảm dần cho thấy là cái nhu cầu tức là cái áp lực bán ấy, nó đang giảm dần các bạn ok à, và cái về cái funding rate thì các bạn thấy là cái về funding rate thì nó đang cho chúng ta thấy được là hiện tại thì à, thị trường nó vẫn đang chưa phô mô bởi vì là khi mà thị trường nó phô mô tức là cái funding rate này nó phải lớn hơn lớn hơn không và nó phải nó phải cao hơn các bạn nó phải tăng lên rất là mạnh như thế này tức là các cái vị thế mà long ở trên thị trường phá sinh nó đang được mở rất là nhiều và trader cũng như là các nhà đầu tư họ lạc quan trên thị trường rất là đông ha còn trong giai đoạn này các bạn thấy nè Đây sẽ zoom vào ha à, Thì các bạn thấy là hiện tại thì chỉ số này nó đang loanh quanh ở cái mức là không Tức là nó không có tăng mạnh Nó không có tăng mạnh giống như cái đợt tháng tháng tháng, tháng 10 cho đến tháng 11, 2021 ha Lúc đó thì cái chỉ số này nó tăng lên rất là mạnh Nhưng mà trong giai đoạn này thì nó không có cái sự tăng mạnh như vậy ha Điều này cho chúng ta thấy được là cái sự FOMO ở trên thị trường nó đang à, chưa có nhiều và hiện tại thì họ các nhà đầu tư họ vẫn đang rất là thận trọng họ đang chờ video giá của uh, vốn hóa thị trường này cũng như là cái thị phần của USDT nó xác nhận sau đó thì họ mới bắt đầu họ FOMO thì nó cũng chưa có mụn ha. Cho nên mình mới nói rằng uh, là các anh chị mà chưa có vị thế uh, spot cũng như là on coin thì chúng ta vẫn nên chờ vẫn nên chờ các bạn. Bởi vì là vẫn sẽ có những cái nhịp mà chúng ta có thể vào thêm hàng uh, và khi mà nào nào mà vào á uh, thì mình sẽ thông báo ở trên uh, video cũng như là kênh channel telegram ha. Uh. Tiếp theo sẽ là biểu đồ vốn hóa thị trường thì các bạn thấy là vốn hóa thị trường nó vẫn đang sai quay ở trong cái vùng là 2.111 tỷ đô Đây là cái vùng rất là quan trọng nha các bạn Bởi vì các bạn thấy ở đây là cái đỉnh dẫn đến đáy thấp nhất trong một xuống xuống giảm Cũng như là ở đây nó đã phản ứng một lần, hai lần ở đây ha các bạn Lần này là lần mà giá nó đang sai quay tức là cũng sẽ có một cái nhu cầu đẩy lên Nhưng mà vẫn có cái sự chốt lời từ các cái nhà đầu tư Bởi vì là họ mua ở mức giá dưới thì họ lên đây thì họ sẽ bán ra ha, họ bán chốt lời và các bạn thấy là một cái yếu tố mà mình cho rằng á, là khả năng mà 80% thị trường nó sẽ đi vào xuống uptrend bởi vì là cái đường MA ngắn hạn, đường MA 21 tức là cái đường màu đen này nè, nó đang cắt lên cái đường MA dài hạn, đó là đường MA 100, 100 ngày ha, chu kỳ 100 ngày. Và các bạn thấy rằng là sau mỗi lần mà giao cắt như thế này á, thì nó sẽ mở ra một cái đợt sóng và trong thời gian này thì mình nghĩ rằng là đợt sóng tăng nó đang được confirm tức là nó đang được xác nhận trong thời gian tới mình nghĩ rằng là trong tuần này thôi thì cái vốn hóa thị trường của đồ này nó sẽ phá lên rất là mạnh ha các bạn cho nên chúng ta cần lưu ý. Và trong quá khứ này, mỗi lần mà khi mà đường MA 100 nó bị cắt xuống thì thị trường nó sẽ có một cái nhịp là nó rơi rất là sâu các bạn. Còn trong khi mà nó cắt lên cắt lên thì nó sẽ đưa thị trường tăng lên rất là nhanh và mạnh. Và hiện tại thì mình vẫn đang xe những cái uh, lệnh mà mình host spot ở trong channel Telegram ha. Anh chị có thể vào đó và tham khảo những cái entry của mình. Ok. À, và những cái đồng coin của mình. Ok. Và tiếp theo sẽ là biểu đồ vốn hóa thị trường của uh, Oncoin ha. Thì các bạn thấy là Oncoin cũng như vậy rất là tốt khi mà nó đang có cái sự gia tăng trưởng rất là mạnh ha. Tăng trưởng rất là mạnh. Và nó đang tiếp cận cái vùng mà quan trọng 1263 tỷ đô. Và cái điều mà tốt hơn á là đường MA 21 cũng đã cắt lên cái đường MA 100 và nó cũng giá thì nó cũng đã break out cái đường trendline rất là lớn như thế này nó break out retest nó tăng tiếp thì khả năng sắp tới thì mình nghĩ rằng là thị trường nó vẫn sẽ còn tăng và nó phá được cái vùng mà lý thuyết đào giảm này và khi mà nó phá lên á nó sẽ có một nhịp nó điều chỉnh và cái nhịp điều chỉnh đó là cái lúc chúng ta vào hàng các bạn thì giờ chúng ta cần lưu ý và mình sẽ có cập nhật với anh chị và các bạn ha và khi mà bitcoin nó sideways giá Bitcoin nó đi ngang 2000 cho đến 3000 giá trong tuần vừa rồi và thị phần Bitcoin nó giảm dần như thế này nó rơi rất là rất là nhanh hay các bạn à, nó phá luôn cái vùng mà à, đáy dẫn đến đỉnh cao nhất trong một xuống tăng thì nó xác nhận là cái động lượng tăng nó đã bị phá rồi nó đã bị đã bị phá rồi ha và động lượng giảm nó sẽ được hình thành qua các cái đỉnh sau nó thấp đỉnh trước đáy sau nó đang thấp đáy trước và cấu trúc giảm giá giảm giá của à, thị phần Bitcoin nó đang hình thành đây các bạn và trong thời gian tới thì mình nghĩ rằng là Bitcoin nó uh, nó sẽ yếu hơn so với lại Oncoin Bởi vì là Oncoin nó đang nhận được dòng tiền ở trên thị trường mà uh, Thì các bạn thấy rằng là trong thời gian tới thì mình nghĩ là Oncoin nó vẫn sẽ có cái đắc diễn Tức là mùa Oncoin nó đang đến rất là gần với chúng ta ha Và ở trên video của không thời gian tuần của thị phần Bitcoin Thì tuần về rồi nó đóng nến là một cái nến giảm rất là rất là mạnh ha các bạn Thân nến rất là dài và không có bóng nến dưới luôn uh, Ở đây thì các bạn thấy là tiếp tục nếu tiếp tục cái cấu trúc giảm giá của thị phần Bitcoin không tuần thì thị phần Bitcoin nó sẽ tiếp tục nó rơi về khu vực là 37 cho đến 36 phần trăm 37 phần lúc đó là lúc chúng ta nên chốt lời on coin này ha bởi vì là khi mà nó chạm cái vùng hỗ trợ cứng trên không thời gian tuần nó sẽ bật lên và khi mà bật lên thì lúc đó thị trường nó sẽ phản ứng rất là mạnh tức là nó có thể nó sẽ điều chỉnh bởi vì là dòng tiền nó cắt ra on coin và nó chuyển qua dần dần đến Bitcoin và có thể đó là cái giai đoạn mà Bitcoin nó tăng một nhịp cuối trước khi chúng ta đi vào và downtrend ha à, và khi mà thị phần bitcoin nó giảm dần và nhưng mà thị phần ethereum nó lại tăng như thế này các bạn thấy rất là rõ đó là dòng tiền nó đang chảy vào qua, qua ethereum và oncoin rất là rất là nhiều ha ở vậy là cái vùng 19.31% này, này nó đang phá lên và khả năng tiếp tới nếu như nó có đi nhịp điều chỉnh á thì đó cũng chính là cái nhịp mà điều chỉnh của cả thị trường lúc đó chúng ta thể vào thêm Uh, Ethereum cũng như là các đồng Oncoin khác Và một số cái đồng Oncoin mà mình đang share trong channel Telegram trong ngày hôm nay Đó là cái đồng Solana và đồng uh, FTT và một cái đồng khác nữa Đó là Compound ha Thì uh, anh chị có thể vào cái uh, Channel Telegram team mình để tham khảo ha À, về cái bị đồ thị phần của USDT stablecoin thì các bạn thấy là nó đang hỗ trợ nó đang nằm tại cái vùng thuyết dao tăng cũng như là vùng hỗ trợ 375% và nó chưa có bị phá qua được à, và hiện tại thì mình thấy rằng cái vùng này nó rất là mỏng bởi vì là sau khi mà nó retest cái lần này lần mà lần tháng 2 năm 2022 ấy, thì nó đã bật tăng lên lúc đó thị trường nó điều chỉnh rất là sâu các bạn và trong cái lúc mà nó rơi như thế này này thì thị trường nó đang pum đặc biệt là những cái đồng coin tốt ấy, thì nó đang x2 ví dụ như là near thì mình cũng đã x2 rồi ha Chúc mình chị đã theo cũng như là có follow mình theo cái kèo là new protocol và mình có có ra một cái video đó là năm lý do mà mình đầu tư vào new protocol á anh chị có thể tham khảo video đó ha và anh chị có thể thấy rằng là nếu như cái vùng mà màu xanh này nó bị phá xuống lúc đó thì các nhà đầu tư họ sẽ có xu hướng họ FOMO họ dùng stablecoin USDT này để họ mua uh, Bitcoin hoặc là các đồng on coin lúc đó thì cái thị phần của USDT này nó sẽ giảm rất là mạnh thì lúc đó chúng ta sẽ đi vào một cái cấu trúc uptrend và on -coin nó sẽ tăng rất là mạnh x2 x3 lần hoặc x10 lần rất là nhiều ha à, và cái đồng on -coin mà mình đã x2 trong thời gian gần đây đó là near protocol à, và các bạn thấy là cái à, vị thế mà mình mua vào đó, đó là khi mà giá nó điều chỉnh về cái vùng hỗ trợ màu xanh này đây là vùng hỗ trợ trên công thời gian tuần các bạn nó rút rau nó tạo một cái nến binh ba tăng giá ở đây và cái nến ngày hôm sau nó tăng mạnh lên nó xác nhận ở ờ, cái à, đợt tăng này và có cái nhu cầu mua vào và hình thành nên một cái cụm này nó là bin ba và bullish engulfing mình đã mua vào ở trong cái cụm cụm này ha và sau khi mà mình mua vào á thì giá nó đã bật tăng lên rất là mạnh và nó kích hoạt cái mô hình là vai đầu vai ngược đây là mô hình giá mà nó mang chiều hướng là tăng giá các bạn à, và hiện tại thì sau khi mà nó breakout này nó tăng lên rất là nhanh và hiện tại thì nó đang gần tiếp cận đến cái vùng cung, vùng supply rất là cứng trên không thời gian ngày của NIA đó là vùng 19 đến 20 đô ha. Đây là vùng ATH cũ luôn đó các bạn. À, thì các bạn thấy là cái target của mình á, thì mình vẫn à, có thể là mình lên đây lên cái vùng 19-20 đô mình sẽ quan sát lực. Nếu như mà có áp lực bán mạnh, tức là lực chốt lời rất là rất là lớn á, thì mình có thể là mình chốt cái phần vốn gốc của mình ra. Bởi vì là mình đã à, có lợi nhuận là 100% rồi, là mình x2 rồi, à, thì mình chốt cái phần vốn gốc. Còn phần lãi thì mình tiếp tục mình hô, thì đó là một cái chiến lược mà mình thấy rằng là gồng lãi rất là tốt đối với anh chị mà à, không có cái à, việc là à, gồng lãi tốt ha. Chúng ta có thể áp dụng cái chiến lược này và cái target của Nia trong à, không thời gian Tùng á, thì mình có thể là view đến khu vực là 24 đô này, 32 đô. 47 đô và 59 đô đây là cái mức target fibo mở rộng chút lời của chúng ta ha anh chị có thể hold đến những cái mức như thế này chúng ta có thể bán dần ra ví dụ như chúng ta hold đến cái mức 24 đô chúng ta bán ra 20 phần à, trăm 32 đô chúng ta bán ra 30 phần à, trăm như vậy cứ như vậy bán từ từ, từ ra ha à, thì nó sẽ là một cái chiến lược chút lời rất là, là, rất là hiệu quả à, và nia thì mình có gom rồi mình thông báo ở ngày 25 tháng 2 này 2022 mình gom mình lần một này à, là À, 12.000 đô, lần hai mình cũng gom vào là 12.000 đô nữa thì hiện tại mình đã x2 rất là rất là tốt ha đây là một cái đồng khoai mà nó mang cho mình mức lợi nhuận cũng rất là tốt trong cái đợt mà thị trường up trend như thế này nó chưa up trend hẳn nhưng mà nia đã có xu hướng up trend trên khung tuần khung ngày nó rất là hiệu quả và hiện tại thì các bạn thấy rằng là khi mà thị trường nó chưa xác nhận hoàn toàn up trend nhưng mà vẫn có đồng khoai nia nó x2 như thế này á rất là tốt và nếu như thị trường nó đi vào up trend luôn á thì mình nghĩ rằng là nia nó sẽ tạo một cái ATH mới quanh khu vực là tầm 30 đến 40 đô ha là quanh khu vực 32 đến 47 đô này thì lúc đó chúng ta sẽ là một cái một cái chiến lược mà cái phi vụ đầu tư mà rất là rất là rất là tốt đối với mình ha. Và những anh chị, nếu anh chị đã theo mình được cái kèo ni á thì anh chị có thể là comment dưới phần bình luận video để chia sẻ với mình ha để mình biết luôn. Ok là có bao nhiêu anh chị đã follow mình. Ok. À, tiếp theo sẽ là C98 thì 98 thì mình cũng đã có con rất là lâu rồi và mình liên tục con luôn trong channel Telegram. Đó là chúng ta đã phá được cái cấu trúc là giảm giá ở trên không thời gian ngày và không thời gian tuần thì nó vẫn đang là cấu trúc tăng giá. Thì các bạn thấy rằng là sau khi mình nó phá được cái cấu trúc giảm giá ở quanh khu vực là 1.57 đô này, nó phá lên này đóng đáy phía trên nó quay về nó retest nó tăng tiếp luôn không có một nhờ những cái nhịp mà nó điều chỉnh và nó retest lâu ha thì các bạn thấy rằng là trong thời gian tới thì cái việc mà chứng tá nó tăng lên khu vực 2 đô rất là dễ luôn các bạn và khi mà nó phá được cái đường trendline lớn phía ngoài này thì nó sẽ tăng rất là mạnh à, và cùng cùng với đó thì thị trường nó cũng sẽ tăng ha à, tiếp theo sẽ là silo silo thì mình đã có phân tích rồi là khi mà nó phá được cái vùng 3.7 đô á đây các bạn thấy là hôm qua nó đóng lấy phía trên rồi tức là nó phá rồi nó phá được cấu trúc giảm giá và nó cũng kích hoạt cái mô hình là uh, vai đầu vai ngược giống như nia vậy đó các bạn và nó đang chạy cái mô hình này ha nó đang chạy có thể là nó đang chạy đến cái target rồi ta uh, target của nó là quanh khu vực là bốn uh, 4 đô này, 4 đô là quanh khu vực đầu tiên của mô hình vai đầu vai ngược này và kháng tự quan trọng của nó là quanh khu vực 5.5 và 7 đô. Anh chị có thể là lên đây chúng ta chốt dần ra ha, chốt từ từ ra, giống như Nia vậy đó. À, và trên không thời gian tuần thì mình thấy là silo nó đang biên độ dao động thì nó sai quay giữa khu vực là 2 đô cho đến 7 đô à, Thì chúng ta có thể là dần dần chúng ta chốt dần ở những khu vực đó, ở những khu vực trên ha Còn tiếp theo thì mình sẽ share về Solana, thì các bạn thấy là Solana trên không thời gian tuần á thì sau khi mà nó mất đi cái động lượng tăng giá này, nó phá xuống này, nó phá qua cái vùng màu xanh này ha thì nó giảm rất là mạnh. Và hiện tại thì mình thấy là nó đang bắt đầu nó phá lên rồi, nó phá lên cái vùng đao ở trên không thời gian tuần của xuống giảm, tức là nó phá được cái cấu trúc giảm trên không tuần rồi và không ngày cũng như vậy nó phá luôn cái vùng màu màu, màu đỏ này các bạn, màu xanh này ha, màu xanh này ha. Đây là vùng đỉnh dẫn đến đáy thấp nhất trong một cái xu hướng giảm và các bạn thấy là cái nhịp điều chỉnh sắp tới mình sẽ mua vào tức là mình chốt nia ra mình mua solana vào ở quanh khu vực là tầm 105 cho đến 115 đô ha thì đó là cái vùng entry của mình và target của mình đó là quanh khu vực là 237 này 237 hoặc là 154 thì mình sẽ bán chốt giờ lời dần dần ra ha các bạn à, và ATH của nó là quanh khu vực là 208 ha 208 đến 300 đô á Ok và À, tiếp theo cuối cùng sẽ là đồng rose đồng oxigen cuột thì các bạn thấy rằng là à, dự án này thì mình cũng share rồi đó là một cái vùng entry rất là lớn là màu màu xanh này ha 0.2 cho đến 0.25 đô nhưng mà mình bó mình bó hẹp lại cái à, entry của nó là quanh khu vực 0.22 cho đến 0.23 đô á thì hiện tại nó đã à, tăng rất là mạnh lên khu vực 0.31 đô rồi và cái target của mình là x2 là quanh khu vực 0.57 đô thì mình sẽ bán ra ha thì anh chị à, có à, follow mình thì biết những cái kỳ thế nào này trong telegram cũng như là trên video hiện tại thì mình vẫn hâu những cái đồng on -coin như thế này thôi à, và chúng ta chờ cái sự uptrend uh, được xác nhận bởi vốn hóa thị trường và biểu đồ thị phần bitcoin ha ok và mọi cái phân tích của mình đó là chỉ mẹ yếu tố là thông tin tham khảo và chia sẻ quan điểm cá nhân của mình quyết định đầu tư là nằm trong tay của anh chị và các bạn Video này không phải là khuyên đầu tài chính ha. Nếu anh chị muốn ủng hộ cho kênh mình á thì có thể là đăng ký tài khoản của sàn Binance và sàn FTX ở dưới phần bình luận của video. Đây là hai sàn giao dịch mà mình thấy là có uy tín rất lớn ở trên thị trường crypto để anh chị có thể là mua và lưu trữ những cái đồng crypto ha và Bitcoin. Và à, ngồi những cái video phân tích cập nhật của mình á thì anh chị có thể là xem qua những cái video hướng dẫn người mới này à, hoặc là phân tích cơ bản, à, phân tích kỹ thuật và những cái buổi livestream của team mình ha. Video này, này của mình đến đến kết thúc và anh chị à, thích video này thì hãy dành 5 giây để nhấn like ủng hộ cho kênh của mình ha. Ok, à, và anh chị có thể là xem qua thêm những cái chủ video khác để à, trang bị thêm nhiều kiến thức ha. À, và kèm theo đó là bình luận các cái đồng on -coin mà anh chị đang hâu và ý kiến của anh chị dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo.